my phone at my brother's place. It's not my fault, don't walk away, 'cause I don't quite know what you're running from. 'Cause all my friends, they think I'm fun. You take yourself too seriously. I don't wanna hear you say we waste our time. Hello, hello. Chào mừng mọi người đã quay trở lại và xem video trên kênh YouTube của mình. Ok, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video ngắn để show cho mọi người căn nhà mới của mình mà mình mới chuyển đến. Ok, và chúng mình cùng bắt đầu video thôi. Let's go! Ok, và bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi xung quanh nhà mình xem có gì nhá. Thì trước mặt mọi người đó chính là cái tòa mà mình đang ở. Thì chung cư thì nó sẽ có những cái tòa rất là cao tầng, khoảng 30 tầng trở lên như thế này. Cùng với cả rất là nhiều cây cối các thứ thì nhà mình cũng có một con đường rất là dài để cho mọi người đi bộ hay là tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Ngoài ra thì có cả hồ bơi như thế này nữa, trông cực kỳ chill luôn ấy. Và bây giờ thì chúng mình sẽ vào trong xem có gì nhá. Thì mỗi tòa của một chung cư ở nhà mình thì sẽ có một bộ bàn ghế như thế này để mọi người có thể ngồi chân hoặc là chờ đợi một ai đó. Bây giờ thì chúng mình hãy cùng lên thang máy và lên phòng nhà mình nhé. Let's go! Các bạn có thấy cái khu này mình đang quay nó rất là lạ không? Và khi mà mình bước vào nhà thì đây là cái khu mà làm cho mình chú ý nhiều nhất, bởi vì cái thiết kế của nó cực kỳ là hiện đại và rất là giống với phương Tây. Thì chỗ này là sẽ có ba cái vòm để mình ngồi học tập, làm việc, rồi ngồi chơi, các thứ cũng được. Đấy, thì mình hay ngồi học ở đây như thế này. Và mình đang ở trong nhà tắm của nhà mình thì trong toilet có một cái gương rất là to và đây là một cái điểm mà mình cực kỳ thích. Nhà cũ của nhà mình thì có một khu bếp rất là hẹp và chỉ cho phép một người đứng thôi ấy. Nhưng mà đây các bạn có thể nhìn thấy bếp nhà mình rất là rộng và đây cũng là một điểm mình thích thứ hai ở trong căn nhà này, và mình là một người rất thích nấu ăn, thế nên đây là một cái cũng cực kỳ quan trọng đối với mình khi mà chọn nhà. Và căn phòng cuối cùng mà mình muốn share với mọi người trong video ngày hôm nay đó chính là phòng ngủ. Thì phòng này mình share với cả ba bạn khác, thế nên là mọi người thấy đồ đạc cũng khá là nhiều. Ok, và tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà thì mình đã show cho mọi người hết rồi, và video đến đây thôi nha. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Và sau khi bye.